Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Các bạn thân mến, trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như trong khu vực đang hết sức phức tạp, việc cải thiện năng lực quốc phòng là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng đang nhắm tới. Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng không ngoại lệ. Ngoài việc tăng cường xây dựng lực lượng, cũng như trang thiết bị, vũ khí cho không quân và lục quân, họ còn có những bước tiến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực hải quân nhằm đối phó với những biến động lớn trong khu vực. Nếu trước đây, các nước này chỉ quan tâm tới việc xây dựng các hạm đội tàu nổi, thì giờ đây họ còn chú trọng thêm đầu tư mạnh vào lực lượng tàu ngầm, thứ vũ khí mà trước đây chỉ dành cho các siêu cường quốc. Vậy hiện nay trong các quốc gia Đông Nam Á này, năm nước nào được đánh giá là có lực lượng tàu ngầm hiện đại nhất và Việt Nam của chúng ta liệu có trong danh sách này hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách các quốc gia có lực lượng tàu ngầm hiện đại là Myanmar. Vài năm trở lại đây, hải quân Myanmar được đánh giá là một hiện tượng lạ của khu vực Đông Nam Á. Chỉ trong vòng 10 năm, hải quân quân đội Myanmar từ một lực lượng vô danh tại Đông Nam Á đã khiến cho cả khu vực thực sự ngỡ ngàng vì tốc độ phát triển của mình, cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm thay máu lực lượng hải quân của Nebito đó là việc quốc gia này đã mua tàu ngầm Insinhu Vilok-Kilo-S-55 từ Hải quân Ấn Độ, cũng chính là chiếc tàu ngầm chiến đấu đầu tiên mà quân Myanmar sở hữu được. Tàu ngầm này có độ choán nước là 3.000 tấn, cùng khả năng mang theo tên lửa hành trình cực kỳ nguy hiểm, đó là tên lửa Kalib, loại tên lửa cho phép khai hỏa nhằm tấn công các mục tiêu trên biển. Ở khoảng cách lên tới 220 km, tàu còn được trang bị động cơ diesel điện, có thể đạt tốc độ tối đa khi nổi là 10 hải lý trên giờ, còn khi lặn là 17 hải lý trên giờ. Bên cạnh đó, khả năng dự trữ hành trình khoảng 9.000 km và độ lặn sâu tối đa là 300 m. Về mặt hỏa lực, tàu có 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có khả năng mang theo 18 ngư lôi loại tai 53-56, hoặc test 71/76 hoặc thủy lôi DM1. Sau khi hiện đại hóa, Insinhu V còn được tăng cường thêm về mặt sức mạnh, với việc có thể phóng tên lửa hành trình 3M54 Kalib qua ống phóng ngư lôi. Thời điểm trước đây, trong khu vực, hải quân Myanmar thường không được đánh giá cao về vai trò trong cả hoạt động gìn giữ an ninh quốc gia lẫn số lượng tàu thuyền các loại. Bởi lẽ, trong suốt một thời gian dài, khoảng 60 năm, lực lượng hải quân nước này không có sự thay đổi trang bị đáng kể. Họ phần lớn là mua lại những tàu tuần tra nhỏ từ Mỹ, Singapore, Australia hay là Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể thay đổi. Từ năm 2010, hải quân Myanmar cho ra mắt một loạt các tàu chiến thế hệ mới, hầu hết là do nước này tự đóng như khinh hạm Angeya và Sittha. Bên cạnh đó là tàu hộ vệ tên lửa, cùng với các loại tàu tấn công nhanh có mang theo tên lửa chống hạm, tự chung lại. Với những con tàu vừa được nhắc tên phía trên, Myanmar rõ ràng là xứng đáng với vị trí top đầu, cụ thể là top 5 trong khu vực Đông Nam Á về số lượng tàu ngầm, năng lực của lực lượng hải quân, đồng thời là cả về mặt công nghiệp quốc phòng, phục vụ cho chế tạo các loại tàu chiến. Vị trí thứ tư, chúng mình muốn nhắc đến quốc gia Malaysia, giữ một vai trò, vị trí quan trọng việc bảo vệ an ninh quốc gia. Hải quân Malaysia với quân số khoảng 16.000 người, được chú trọng đầu tư và trang bị nhiều loại tàu chiến do châu Âu sản xuất. Một hạm đội gồm có 47 tàu chiến các loại. Về tàu ngầm, hải quân Malaysia hiện sở hữu nhiều tàu chiến hiện đại, trong số đó có thể kể đến hai tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Corpene 1.700 tấn, một đề án của Pháp, 6 khinh hạm tên lửa lớp Goin, các tàu hộ tống hay còn gọi là hộ vệ tên lửa loại Katuzi của Đức, La Samana của Ý, và các tàu tuần tra xa bờ loại Kida được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon hiện tại. Các tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Malaysia là hai tàu khinh hạm lớp Lekiu từ Anh. Tàu lớp Lekiu có chiều dài đến 106m, chiều rộng 12,75m, lượng choán nước là 2.270 tấn và tốc độ tối đa là 28 hải lý trên giờ. Trên tàu lớp Lekiu này được trang bị nhiều vũ khí bao gồm một pháo hạng Mokhon 57 ly, hai pháo 30 ly, 2.4 tên lửa chống hạm Isoset Block 2, 16 tên lửa phòng không Seaward, 2x3 ống phóng ngư lôi B515. Ngoài ra, tàu còn có sàn đáp và nhà chứa máy bay trực thăng. Hiện tại, Malaysia đã và đang xây dựng chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân, khi từng bước đổi mới toàn bộ các thành phần tàu, sẵn sàng thay thế tất cả tàu chiến và tàu ngầm đang có trong biên chế. Theo thông tin từ hải quân nước này, hiện đã mua lô tàu tuần tra ven biển cỡ nhỏ, dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm tàu ven biển, 3 tàu đổ bộ và bổ sung thêm 2 tàu lớp Corpene. Mới đến vị trí thứ tư thôi mà đã thấy số lượng cùng những thông số kỹ thuật vô cùng khủng rồi đúng không nào? Lấy lại tinh thần, chúng mình cùng tiếp tục với vị trí thứ 3 nhé. Vị trí này thuộc về Hải quân quốc gia Singapore với 38 tàu chiến các loại, trong đó có nhiều mẫu tàu chiến hiện đại,
Đây cũng là điều khá dễ hiểu khi Singapore đầu tư mạnh tay cho hải quân trong 10 năm trở lại đây. Họ sở hữu hạm đội tàu chiến mặt nước, lẫn tàu ngầm có thể nói là hiện đại nhất khu vực. Lực lượng tàu ngầm được đánh giá là có số má, mà hiện nay hải quân Singapore đang sở hữu là 6 chiếc tàu ngầm tấn công diesel điện, trong đó 2 chiếc lớp Archer và 4 chiếc lớp Challenger, cả hai loại đều do Thụy Điển chế tạo. Bên cạnh đó, hải quân nước này cũng đang đặt hàng mua thêm đến 4 chiếc tàu ngầm lớp Invincible Type 218SG từ Đức. Chiếc đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2022. Chỉ riêng việc Singapore sẵn sàng chi gần 900 triệu đô cho mỗi tàu Invincible cũng đã thể hiện được quyết tâm tăng cường sức mạnh của hải quân nước này, cũng như là việc phải đối phó với những thách thức an ninh có thể xảy ra trong tương lai. Mặt khác, phải kể đến đó là Challenger và Archer cũng đều đã hoạt động được trên 20 năm, giờ đã tới lúc chúng được nghỉ hưu. Ngoài ra, không thể không nhắc đến khinh hạm Formidable, được đánh giá là một trong những chiến hạm hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Formidable được đánh giá là có khả năng tàng hình rất cao, thậm chí còn được đánh giá là cao nhất thế giới hiện nay. Đến thời điểm hiện tại, Hải quân Singapore vẫn đang tiếp tục trang bị thêm một số tàu hộ tống, tàu tên lửa nhỏ, như 6 tàu hộ tống tên lửa lớp Victory do Đức sản xuất, 12 tàu tuần tra cao tốc lớp Violet do Singapore chế tạo, vị trí thứ 2 thuộc về Indonesia, một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á, sau Thái Lan, xây dựng được cho mình lực lượng tàu ngầm một phần trong kế hoạch nhằm hiện đại hóa hải quân. Từ cuối những năm 1950 đến giữa những năm 1960, Hải quân Indonesia đã cho mình một biên đội tàu ngầm tấn công diesel điện gồm 12 chiếc, toàn bộ đều thuộc lớp Whiskey do Liên Xô cũ chế tạo. Những chiếc tàu ngầm này chỉ được hoạt động cho đến đầu những năm 1990 thì đã bị loại biên. Khi đó Hải quân Indonesia chỉ có đúng 2 tàu ngầm tấn công diesel điện Type 209 mua từ Đức, được mệnh danh là đất nước vạn đảo, xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh, trong đó có cả lực lượng tàu ngầm luôn là mục tiêu của Jakarta. Bên cạnh kế hoạch mua các loại tàu ngầm từ nước ngoài, hải quân nước này vẫn đang ấp ủ việc tự đóng mới các loại tàu ngầm diesel điện. Minh chứng rõ ràng nhất cho kế hoạch chính là mua mới 3 tàu ngầm tấn công lớp Changbogor từ Hàn Quốc trị giá khoảng 1 tỷ đô. 2 chiếc đầu tiên đã được bàn giao từ năm 2017-2018. Chiếc thứ 3 được đóng tại nước này theo một hợp đồng xác nhận chuyển giao công nghệ từ tập đoàn DSME. Tính đến thời điểm hiện tại, Hải quân Indonesia đang sở hữu 4 tàu ngầm tấn công, bao gồm một tàu ngầm lớp Chaja, tàu ngầm Nanggala 402 bị rơi ra ngoài khơi Bali vào tháng 4 năm 2021, và 3 tàu ngầm lớp Changbogor. Jakarta có kế hoạch đóng thêm 3 tàu ngầm khác dựa trên công nghệ của Hàn Quốc, và cuối cùng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng không ai khác chính là Hải quân Nhân dân Việt Nam. Quân chủng Hải quân nước ta có đầy đủ 5 ngôi sao biển, cụ thể là tàu ngầm, tên lửa chống hạm, tàu mặt nước, không quân hải quân và hải quân đánh bộ. Đặc biệt phải kể đến biên đội 6 tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Kilo, đề án 636.1 vô cùng hiện đại do Nga chế tạo, đưa vào trang bị chiếc đầu tiên từ năm 2014. Những chiếc tàu ngầm này trang bị nhiều vũ khí được đánh giá là rất xuất sắc, lắp đặt những phiên bản sửa đổi mới thứ nhất của hệ thống tên lửa CLAPS, biến thể xuất khẩu của Libe, với các phiên bản cải tiến hơn của trạm thủy lực vượt bậc hơn. Những chiếc tàu ngầm này nằm ở vị trí thấp, tiếng máy chạy cực yên tĩnh, êm đến mức được nhận một biệt danh đó là hố đen. Thực tế, các nước láng giềng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng có loại tàu ngầm diesel điện này, cụ thể như Indonesia, thế nhưng đó là những chiếc tàu ngầm trong đề án 209 của Đức, do Hàn Quốc hay do chính Indonesia tự đóng, không thể so sánh được với đề án 636.1 của Nga, tàu nhỏ hơn từ 2 đến 3 lần, không có khả năng mang vũ khí, tên lửa và có vẻ như lạc hậu về thiết kế. Nói chung, xét về tiềm lực, hạm đội tàu ngầm Việt Nam hoàn toàn vượt qua cả Indonesia, Malaysia và Singapore một cách đáng kể. So với nhiều quốc gia khác trong khu vực, lực lượng tàu ngầm Việt Nam được thành lập muộn hơn. Thế nhưng, với việc thành lập lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên năm 2013, lữ đoàn 189 đã đưa vào biên chế các tàu ngầm Kilo, đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam. Đáng chú ý, các tàu ngầm Kilo của Việt Nam được đặt tên gắn với các thành phố lớn, cụ thể là Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu, được đánh số hiệu từ 182 Hà Nội cho tới 187 Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng cần phải nhấn mạnh thêm rằng, dù sinh sau đẻ muộn, nhưng Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á sở hữu các tàu ngầm có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu từ đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa hành trình Calibre. Ví dụ rõ ràng nhất có thể nhắc đến biến thể chống hạm 3M14 Eclipse với tầm bắn hơn 200 km và biến thể tấn công mặt đất 3M54E với tầm bắn là 300 km. Để đạt được vị trí này, chúng ta cần nhìn nhận được sự cố gắng không ngừng nghỉ của chính phủ trong việc phân bổ đầu tư đúng đắn cho ngân sách quốc phòng. Chính phủ Việt Nam nhìn nhận rõ được rằng, chỉ khi sở hữu cho mình một lực lượng hải quân mạnh thì mới có thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo trước nhiều thách thức an ninh trong khu vực.
đặc biệt là với những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông, những yêu sách. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Trên Thái Bình Dương rộng lớn, những cơn bão hoành hành như những con thú khổng lồ, chúng hung dữ khắp mọi nẻo đường, mang đến những mối đe dọa và thách thức to lớn. Ngày 24 tháng 8, cơn bão Doxury mạnh thứ 2 trong lịch sử đổ bộ vào Phúc Kiến. Còn trong ngày 25 tháng 8, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của chính quyền nhân dân thành phố Phúc Châu thông báo rằng thành phố này đã phải chịu một hiện tượng thời tiết đặc biệt hiếm gặp và lượng mưa hàng ngày ở Phúc Châu đã phá vỡ kỷ lục lịch sử về lượng mưa hàng ngày lớn nhất kể từ các hồ sơ khí tượng. Hiện tượng thời tiết đặc biệt hình thành dưới ảnh hưởng của bão khiến mưa kéo dài liên tục và dày đặc, càn quét mọi ngóc ngách của thành phố. Sự xuất hiện của Doxury khiến đường phố trở thành Phúc Châu ngập trong nước và dường như có cơn mưa bất tận từ trên trời rơi xuống. Tại thị trấn Đông Phương, Phúc Thanh, lượng mưa tích lũy lên tới 444,5mm, lập mức cao kỷ lục ở Phúc Châu. Khi cơn thịnh nộ của thiên nhiên ập đến mọi ngóc ngách của thành phố, những phương tiện đó bị mắc kẹt trong vùng nước ngập, tạo thành một hình ảnh đau lòng. Đau lòng hơn nữa là một chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt trong vùng nước ngập, ngọn lửa thắp sáng cả bầu trời đêm. Trong chốc lát, cả thành phố như chìm trong cảnh tượng của ngày tận thế. Đối mặt với cơn bão dữ dội như vậy, thành phố Phúc Châu đã phải triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 1 với mưa bão, khẩn trương tổ chức công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đồng thời nỗ lực hết sức để đối phó với thảm họa do lũ gây ra. Đội cứu hộ đã nhanh chóng đến nhiều khu vực bị thiên tai khác nhau để thực hiện các hoạt động cứu hộ. Lính cứu hỏa bất chấp mưa lớn xông vào vùng nước ngập sâu, di dời người dân mắc kẹt đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ vất vả sửa chữa đường dây điện bị gió giật đứt và khôi phục một phần nguồn điện. Các tình nguyện viên bất chấp mưa gió phân phát đồ cứu trợ cho người dân vùng thiên tai, gửi hơi ấm và hy vọng. Họ là những người bảo vệ thành phố, niềm hy vọng trong thảm họa và những người đàn ông dũng cảm đi ngược gió. Tuy nhiên, những thảm họa do bão gây ra còn nhiều hơn thế. Ở tất cả các ngõ ngách của Phúc Châu, nhiều gia đình đã phải chịu tổn thất nặng nề. Nhà cửa của gia đình bị lũ cuốn trôi, tài sản bị thiêu rụi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tai họa là tàn nhẫn, nó sẽ không thương xót kẻ giàu và người nghèo. Đối mặt với cơn bão này, mọi công dân đều bình đẳng và cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhau. May mắn thay, người dân thành phố Phúc Châu đoàn kết và thống nhất, thể hiện sự ngoan cường và tinh thần chiến đấu của người dân Trung Quốc, hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Các tình nguyện viên được tổ chức một cách tự phát để giúp đỡ và an ủi người dân vùng thiên tai. Các cơ quan chính phủ tích cực triển khai các hoạt động cứu hộ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Những lúc như vậy, sự gắn kết và sức mạnh của Phúc Châu mới được phô diễn trọn vẹn. Tuy nhiên, mối đe dọa của cơn bão vẫn chưa kết thúc và công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Phúc Châu vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Trong những ngày tới, cơn bão Kanu đổ bộ có thể mang đến những thử thách mới cho thành phố. Chính quyền các cấp và người dân phải duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho công cuộc phòng chống mưa lũ và chuẩn bị cho các cơn bão xảy ra trong thời gian tới. Mong sao bão Kanu không mang thêm thiên tai để người dân Phúc Châu bình an vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 8 theo giờ Bắc Kinh, một video về những đám mây xuất hiện ở Nội Mông, nơi bị nghi ngờ là điểm báo của một trận động đất, đã nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng, thu hút sự chú ý thảo luận của mọi người. Có thông tin cho rằng vào ban ngày, ngày 25 tháng 8, một đám mây hình vòng cung rất gây sốc xuất hiện trên Thông Liêu, Nội Mông từ xa so với mặt đất. Có vẻ như có một đường gió đang di chuyển nhanh chóng từ Tây sang Đông. Sau khi xem xong, nhiều người dân đã vô cùng sửng sốt trước hình dáng độc đáo của nó. Vừa chiêm ngưỡng còn đăng tải đoạn video lên mạng, cư dân mạng sau khi xem đã lo lắng không biết đám mây kỳ lạ này có liên quan đến động đất hay không. Bởi trong dân gian luôn tồn tại những truyền thuyết về sự tồn tại của mây động đất, ví dụ như trước và sau động đất sẽ xuất hiện những đám mây lạ. Về vấn đề này, bộ phận địa phương đã đưa ra một lời giải thích. Các chuyên gia khí tượng cho biết, căn cứ vào tình hình tại hiện trường và quá trình theo dõi của họ, những cụm mây tương đối hiếm gặp mà bạn nhìn thấy thực chất là một loại giông bão đang tiến đến gần. Loại cụm mây này thường chỉ xuất hiện trong trường hợp thời tiết đối lưu cực mạnh, chủ yếu là do độ ẩm trong không khí rất đầy đủ. Được hình thành do luồng không khí lạnh và không khí nóng ẩm thoát ra ngoài khi tụ lại cùng nhau trông rất đáng sợ.
Sự xuất hiện của chúng thường biểu hiện dưới dạng thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão và gió mạnh. Đối với đám mây động đất mà mọi người đề cập thực ra không có cơ sở khoa học và thiếu dữ liệu hỗ trợ đầy đủ. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng nó không liên quan đến động đất và các thảm họa khác, không cần quá lo lắng. Cũng trong ngày 25 tháng 8, Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đã đưa ra cảnh báo mưa dông đỏ thứ hai trong lịch sử, đồng nghĩa với việc trong 3 ngày tới ở khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa dông siêu to, lượng mưa thậm chí có thể lên tới 400mm. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của sức mạnh còn sót lại của bão Doksuri, cộng với sự hỗ trợ của bão Kanu có thể từ biển vào nên biểu hiện là mưa xối xả. Mặc dù Nội Mông nằm sâu trong đất liền nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Đợt thiên tai này tuy không có sức tàn phá lớn như động đất nhưng vẫn sẽ có những tác động hủy diệt như lốc xoáy và nước lũ trên núi. Cho nên, trước tiên vẫn phải chú ý phòng hộ, không cần ít đi ra ngoài. Theo tin tức ngày 25 tháng 8 theo giờ Bắc Kinh, siêu bão Doksuri đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Hà Nam là nơi đầu tiên gánh chịu hậu quả của một cơn lốc xoáy và thiệt hại tại hiện trường là rõ ràng. Cư dân mạng bắt đầu lo lắng liệu điều này có dẫn đến mưa bão lớn và lũ quét vào năm 2021 hay không. Trong một thời gian, chủ đề này đã nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng. Chúng ta biết rằng kể từ sáng ngày 25 tháng 8, siêu bão Doksuri này đã suy yếu nhanh chóng kể từ khi di chuyển lên phía Bắc từ Giang Tây, khi đi qua An Huy và đi vào Hà Nam. Nó đã suy yếu từ một xoáy thuận thành áp thấp nhiệt đới. Về cơ bản, vòng đời của nó như một cơn bão đã kết thúc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sức tàn phá của nó kết thúc tại đây. Khi tàn dư của nó đi xa hơn về phía Bắc vào ngày hôm qua, nhiều nơi ở Hà Nam có lốc xoáy và các mảnh vỡ sau khi bị gió mạnh thổi bay vương vãi khắp nơi. Theo dự báo mới nhất, theo hiệu ứng hoàn lưu hiện tại, ước tính trong 3 ngày tới, các khu vực đồng bằng trung tâm như Hà Nam, Bắc Kinh và Thiên Tân rất có khả năng hứng chịu siêu bão và thiên tai lũ lụt trên núi. Các khu vực này cũng đã điều chỉnh ứng phó khẩn cấp với mưa lớn và thiên tai lên mức ứng phó cao nhất ngay từ đầu. Kể từ khi Đài quan sát khí tượng Trung ương thiết lập cơ chế đưa ra cảnh báo vào năm 2010 và kể từ khi được đưa ra một lần vào năm 2011, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ thứ hai trong lịch sử. Đó là do hầu hết các vùng trên cả nước sẽ có mưa to đến rất to, riêng khu vực Bắc Bộ có mưa to 250-400mm, kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông và gió giật mạnh. Tính đến tối ngày 25 tháng 8, có thể thấy nhiều nơi như Nam Lạc và Phổ Dương ở Hà Nam xuất hiện lốc xoáy, các mảnh vỡ của tòa nhà bay khắp nơi, những tấm tôn lớn cũng rơi ra, tia lửa bay khắp nơi. Khung cảnh này không khỏi khiến người ta liên tưởng trực tiếp đến thảm họa mưa lớn ở Hà Nam năm 2021. Vì vậy, nhiều người bày tỏ hy vọng Hà Nam có thể chống chọi được và mong mọi người đều bình an vô sự. Tuy nhiên, ngôi nhà chưa phải là điều đáng lo ngại nhất, bởi theo dự báo mới nhất, cơn bão số 6 Kanu trên biển cũng đã mạnh lên và có thể đổ bộ vào Trung Quốc bất cứ lúc nào, tạo thành tình trạng bão kép. Nếu đúng như vậy thì bắt đầu từ bão Tali, sẽ có một bộ ba cơn bão mạnh và sức mạnh sẽ tăng dần. Cũng có thể thấy rằng con người về cơ bản vẫn không thể đối phó với thiên tai. Mùa hè năm nay không chỉ có nhiệt độ cao hiếm có mà còn liên tục xảy ra thời tiết khắc nghiệt, môi trường trên thế giới đang dần trở nên rối loạn. Các chuyên gia dự đoán rằng những thảm họa thời tiết có thể xảy ra trong vài năm qua mới chỉ là bắt đầu. Trong tương lai, những tình huống tương tự sẽ xảy ra thường xuyên hơn và sẽ có nhiều thảm họa thời tiết khắc nghiệt hơn. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, Bảo Định trải qua những trận mưa lớn liên tục. Tính đến 13 giờ trưa ngày 26 tháng 8, lượng mưa lớn nhất tại khu vực đô thị chính của thành phố Bảo Định đạt 179,8mm. Đây là một trận mưa lớn. Trung tâm Dịch vụ Thoát nước Bảo Định đã ngay lập tức tổ chức tất cả các thành viên trong đội khẩn cấp nhanh chóng điều động đến các điểm ngập nước khác nhau ở thành phố Bảo Định, kéo theo các tấm chắn nước mưa, nạo vét và làm sạch các công trình thoát nước, đồng thời loại bỏ nước ngập. Trung tâm Dịch vụ Thoát nước Bảo Định đã khởi động trạm bơm nước mưa để bơm và thoát nước mưa, tăng công suất xử lý của nhà máy xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn và xử lý nước mưa ban đầu. Phát huy hết tác dụng chức năng chỉ huy và điều phối của Trung tâm Quản lý Thông tin Kỹ thuật số về thoát nước và chống lũ lụt, giám sát thời gian thực ngập nước của các cầu hầm và các đoạn đường dễ bị ngập nước trong khu đô thị chính của thành phố Bảo Định và thực hiện hiệu quả công tác cứu hộ khẩn cấp. Được biết, Trung tâm Dịch vụ Thoát nước Bảo Định đã cử hơn 600 nhân viên cứu hộ khẩn cấp và hơn 80 thiết bị và phương tiện cứu hộ khẩn cấp để xử lý nước ngập trong khu đô thị chính của thành phố Bảo Định.
giảm thiểu ngập úng đô thị và đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống thoát nước thành phố Bảo Định và sự an toàn về tài sản của người dân. Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh báo cáo rằng thảm họa mưa lũ bắt đầu từ tuần trước đã khiến 18 người chết, 16 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 16,44 tỷ nhân dân tệ. Sở Tài chính tỉnh đã bổ sung tổng cộng 2,5 triệu nhân dân tệ vào quỹ khẩn cấp cứu trợ thiên tai cho Bà Trung và Đại Châu. Theo báo cáo của Phòng Dân Chính, một số thành phố, tính đến 11 giờ ngày thứ Năm, thiên tai lũ lụt đã bắt đầu từ ngày Chủ nhật đã khiến 30 quận huyện thuộc thành phố và thuộc tỉnh bị ảnh hưởng bởi mức độ khác nhau. Dân số 6,915 triệu người, thiên tai làm 18 người chết, 16 người mất tích, 988.000 người phải di rời khẩn cấp, 18.000 hộ dân, 62.000 ngôi nhà bị sập, hơn 185.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 159.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và 29.000 hecta bị tàn phá. Ban dân vận các cấp tăng cường vận chuyển kinh phí và vật tư cứu trợ thiên tai, đồng thời nỗ lực hết sức để sắp xếp cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Vào ngày thứ Tư, Bộ Dân Chính đã khẩn trương điều động 4.000 chiếc lều và 5.000 chiếc chăn từ kho dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai Trung ương ở Thành Đô đến các khu vực thiên tai ở tỉnh này. Cục Dân Chính tỉnh đã khẩn cấp phân bổ 4.000 chăn bông và 4.000 chăn cho thành phố Bá Trung, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 4.000 chăn cho thành phố Đại Châu và 600 lều, 1.000 chăn bông và 1.000 chăn cho thành phố Quảng An. Còn trên sông Khúc Giang, lũ đang rút dần. Văn phòng Sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán của chính quyền tỉnh vào sáng sớm ngày thứ Tư cho biết, lượng mưa ở khu vực phía đông Tứ Xuyên đã cơ bản kết thúc từ 8 giờ sáng ngày thứ Năm đến 8 giờ sáng ngày thứ Sáu. Khu vực này chỉ có mưa nhỏ đến mưa vừa, lũ sông Khúc Giang đang rút dần. Theo Văn phòng Quốc phòng tỉnh, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8, mực nước đỉnh của trạm Khúc Giang Tam Hội là 267,81 m, vượt mức nước đảm bảo là 6,67 m, mực nước đảm bảo là 7,02 m. Lúc 23 giờ cùng ngày, mực nước đỉnh lũ tại trạm Khúc Giang Quảng An là 238,47 m, cao hơn mực nước đảm bảo là 4,1 m. Hiện lũ sông Khúc Giang đang rút dần. Lúc 8 giờ ngày 25 tháng 8, mực nước tại trạm Tam Hội đã xuống dưới mực nước cảnh báo. Lúc 13 giờ, mực nước tại trạm Quảng An là 237,07 m, cao hơn 2,7 m so với mực nước đảm bảo. Mực nước tại trạm Khuất Tiên là 249,5 m, cao hơn 1,16 m so với mực nước đảm bảo. Lượng mưa lớn từ 3 ngày qua đã gây ra lũ lụt lớn nhất ở huyện Bình Xương, ở hạ lưu sông Tông Hê và Ba Hê kể từ khi bắt đầu ghi chép thủy văn. Sau thảm họa, huyện ủy Bình Xương và chính quyền đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch cứu hộ lũ lụt. Một đội cứu hộ bao gồm các sĩ quan và binh lính cảnh sát vũ trang, cảnh sát công an, quan chức chính quyền và cán bộ cấp cơ sở đã khẩn trương đến những khu vực nguy hiểm để giải cứu những người dân bị lũ bao vây. Văn phòng phòng chống lũ lụt của quận đã tổ chức các thuyền xung kích để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trên sông. Tại thị trấn Bạch Nghi, nơi bị ảnh hưởng nặng nề, lũ dâng cao và mất điện, tầng 3 của tòa nhà giảng dạy của trường trung học Kim Sơn bị lũ nhấn chìm, hơn 50 học sinh và hơn 10 giáo viên bị mắc kẹt. Hơn 50 nhân viên của trung tâm y tế thị trấn cũng bị lũ cuốn. Sau khi nhận được tín hiệu báo nạn của quần chúng nhân dân, hiện tại việc cung cấp điện vẫn chưa được khôi phục ở thị trấn Bạch Nghi và cuộc giải cứu khó khăn vẫn đang diễn ra. Quảng An hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ khi có hồ sơ thủy văn. Đến 23 giờ ngày 24 tháng 8 đã đạt đỉnh lũ cao nhất, mực nước đỉnh lũ khoảng 238,5 m, mực nước dâng 26,1 m, vượt ngưỡng dự báo mực nước báo động khoảng 9,6 m. Vào ngày 24 tháng 8, Quảng An hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất kể từ khi hồ sơ thủy văn bắt đầu vào năm 1847. Vào sáng sớm, thành phố cổ Quảng An bắt đầu ngập lụt và dần trở thành một thành phố với biển nước. Thành phố Quảng An đã tổ chức hơn 100.000 người, bao gồm cảnh sát vũ trang, lính cứu hỏa, cảnh sát, dân quân dự bị, cán bộ cơ sở và thanh niên tình nguyện giúp hơn 400.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa di chuyển an toàn. Mực nước đoạn Quảng An của sông Khúc Giang bắt đầu dâng cao mạnh vào 2 ngày trước và đạt đỉnh lũ cao nhất vào 23 giờ ngày hôm kia. Mực nước đỉnh lũ khoảng 238,5 m, dâng 26,1 m, vượt mực nước cảnh báo khoảng 9,6 m và vượt mức nước đảm bảo khoảng 4,1 m. Trận lũ thảm khốc đã khiến 26 thị trấn bao gồm Tiểu Hy và Lạc Du ở Quảng An bị ngập lụt, 56 con phố ở thành phố cổ Quảng An bị ngập. Sau thảm họa, thành phố Quảng An đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1 và đưa ra dự báo lũ lụt của sông Khúc Giang thông qua tin nhắn văn bản trên TV, đài phát thanh và điện thoại di động. Cán bộ các cấp đã đi sâu vào các vùng trọng điểm, vận động quần chúng di rời kịp thời. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Quảng An đã triển khai 220 điểm tái định cư tập trung, 300 lều trại,
402.000 người đã được chuyển đến nơi an toàn, không có thương vong, không có dịch bệnh lớn, tai nạn, trật tự xã hội diễn ra bình thường, ổn định. Và lúc 6 giờ ngày 24 tháng 8, nước của lũ sông Khúc Giang đã tràn qua bờ sông làng Hồ Tiêu, thị trấn Hồ An, huyện Quảng An và các tổ 3, 4, 5, 7 của làng Hồ Tiêu bị lũ chia cắt và bao vây, tạo thành một loạt hòn đảo bị cô lập. Chúng ta phải di chuyển tất cả dân làng trước khi lũ tràn vào nhà. Tạ Kiến Bình, bí thư đảng ủy thị trấn Hồ An, người đã không nhắm mắt cả đêm, ra lệnh cho các thành viên của đội tình nguyện ở thị trấn Hồ An để cứu trợ lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp. Các thành viên trong nhóm Hứa Vĩnh Quan và Trương Thiết Bình lần lượt dẫn đầu các cán bộ thôn tìm kiếm và giải cứu những người dân làng chưa được chuyển đến. Từ nhà này sang nhà khác, nước lũ tiếp tục dâng cao. Công tác tìm kiếm cứu nạn của đội tình nguyện được triển khai giáo diết. 11 người dân bị lũ bao vây đã được chuyển đi an toàn. Khi kim giờ chỉ vào 8 giờ, Hứa Kỳ Gia, thư ký chi nhánh làng Hồ Tiêu đã đếm những người đã bị lũ lụt bao vây, vừa được cứu ra, phát hiện ra còn thiếu ông Trần Vạn Tú, 81 tuổi, không có trong đám đông. Ông già chắc không muốn chia tay tài sản trong nhà nên lặng lẽ quay về. Hứa Vĩnh Quan và Trương Thiết Bình lao vào nhà ông Trần Vạn Tú qua dòng lũ cao, bế ông già đến khu tái định cư. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm và cứu nạn, đội tình nguyện đã chuyển toàn bộ 12 người bị bao vây ở làng Hồ Tiêu đến nơi an toàn. Vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu tái định cư thứ 3 dành cho các nạn nhân bị lũ lụt và cứu hộ ở làng Hua Ba, thị trấn Đại Long, quận Quảng An, khoảng 10 người đã chuẩn bị bữa tối dưới sự hướng dẫn của Đường Kiến, một đầu bếp được mời từ trong làng, rửa rau, cắt đầu sáp, nấu cháo bí ngô, họ rất bận rộn. Đường Kiến nói rằng các cán bộ thị trấn đã mang gạo, dầu thực vật, thịt lợn và rau đến các điểm tái định cư vào sáng sớm và 100 người dân đã được ăn những bữa ăn ngon vào buổi trưa. Lúc 17 giờ 30 phút, Giang Định Bình, bí thư đảng ủy thị trấn Đại Long cầm loa phát thanh thông báo cho những người dân tạm trú tại đây ăn tối bằng giọng khàn khàn. Hai món và một canh, cơm khô và cháo là đủ, không tệ hơn bình thường ở nhà. La Tuyết Liên, một người dân làng Gua Ba bị thiên tai cho biết, Giang Định Bình giới thiệu rằng thị trấn Đại Long đã thành lập 7 khu tái định cư tập trung, cho phép hơn 560 người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, không thể tìm nơi nương tựa, cùng người thân và bạn bè có nhà ở. Trước đó một ngày, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, trong 3 ngày tới trên địa bàn tỉnh có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to, có nơi mưa rất to. Sau đợt mưa dông diện rộng từ trong 3 ngày qua, nhiệt độ hầu hết các nơi trong tỉnh đã giảm từ 3 độ C đến 5 độ C. Ngày hôm kia, nhiệt độ thấp nhất trên lưu vực phổ biến từ 15 độ C đến 18 độ C. Lượng mưa 3 ngày chủ yếu tập trung ở phía Đông Bắc và Tây Nam lưu vực. Trong số đó có mưa bão lớn ở Bá Trung, Quảng Nguyên, Nam Sung và phía đông thành phố Miên Dương. Mưa vừa đến mưa to và mưa lớn cục bộ ở phía Tây Nam lưu vực. Khu vực khô hạn phía Nam lưu vực tuy đã có mưa nhỏ và một số nơi mưa vừa đến mưa to, nhưng hạn hán vẫn chưa được giải quyết. Các thành phố trên lưu vực từ ngày đến đêm ngày 25 tháng 8 có mưa rào hoặc mưa rào nhẹ. Ngày nhiều mây, trong đó 4 thành phố Bá Trung, Đại Châu, Nam Sung và Quảng An có mưa vừa vài nơi. Ở cao nguyên phía Tây Tứ Xuyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trong đó có khu vực phía Bắc tỉnh Cam Tử. Một số khu vực tỉnh A Ba có mưa vừa đến mưa to. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, năm thành phố Quảng Nguyên, Miên Dương, Đức Dương, Thành Đô và Bá Trung nhiều mây, có mưa rào rải rác, các thành phố còn lại trong lưu vực nhiều mây, có mưa hoặc mưa rào nhẹ. Bốn thành phố thuộc Tây Cao Nguyên, Tứ Xuyên, nhiều mây, có mưa rào, trong đó có Cam Tử. Các khu vực phía Bắc của tỉnh, quận A3 và quận phía Nam Lương Sơn có mưa vừa đến mưa to. Cục khí tượng nhắc nhở cần chú ý đề phòng tác hại do mưa liên tục gây ra, tăng cường theo dõi, đề phòng sạt lở núi, sạt lở đất và các thiên tai khác. Hạn hán ở khu vực khô hạn phía Nam lưu vực vẫn còn nghiêm trọng. Đề nghị các khu vực ban ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác cứu trợ hạn hán, giảm nhẹ thiên tai, nắm bắt điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng cường độ hoạt động, tăng cường mưa nhân tạo khi siêu bão Doksuri đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông và cơn bão mới Kanu đang di chuyển về phía biển Hoa Đông. Gió mạnh và mưa lớn đã gây ra những thiệt hại và ảnh hưởng lớn cho người dân địa phương. Và Bắc Kinh cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. Trong những ngày gần đây, mưa lớn với lượng mưa cực lớn đã gây ra thiên tai. Trong đó, Môn Đầu Câu, Phong Sơn và các khu vực khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết, hàng chục phương tiện ở chùa Trung Môn ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh đã bị nước cuốn trôi, trong khi cầu Tiêu Khánh Hà ở quận Phượng Đài, Bắc Kinh đã được mở để xả lũ. Và trong quá trình phân lũ nước quá dữ dội,
khiến toàn bộ thân nhịp thứ tư của cầu Tiêu Khánh Hạ bị lũ cuốn trôi. Sau khi bị cuốn trôi, 5 phương tiện trên cầu không may bị cuốn trôi vào dòng lũ. Nó có thể được mô tả là một thảm họa lớn đối với phần lớn chủ sở hữu xe hơi. Hiện nay, trên các tuyến đường nội địa không chỉ có xe chạy nhiên liệu mà còn xuất hiện nhiều xe điện năng lượng mới. Hai loại phương tiện này có ứng phó khác nhau khi gặp lũ lụt hoặc vùng có nước sâu. Mưa lớn ở Bắc Kinh, 11 người chết, 2 người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Trụ sở phòng lũ lụt và cứu trợ hạn hán Bắc Kinh cho biết, bị ảnh hưởng bởi cơn bão Dusuri, Bắc Kinh đã hứng chịu những trận mưa lớn liên tục kể từ 3 ngày qua, và phía Tây, Tây Nam và Nam cũng có mưa lớn. Theo thống kê, tính đến 6 giờ ngày 26 tháng 8, đợt mưa lớn này đã làm 11 người chết, trong đó có 2 người hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ thiên tai, 27 người khác mất liên lạc. Trong đó có 4 người mất liên lạc do cứu nạn, cứu hộ và cứu trợ thiên tai. 11 người đã thiệt mạng trong thiên tai, bao gồm 4 người ở quận Môn Đầu Câu, 4 người ở quận Trường Bình, 2 người ở quận Phương Sơn và 1 người ở quận Hải Điến. Trong số đó, một lính cứu hỏa thuộc đội cứu hỏa Hải Điến, thuộc đội cứu hỏa và cứu hộ Bắc Kinh đã không may thiệt mạng trong quá trình cứu hộ, và một số cán bộ thị trấn ở quận Môn Đầu Câu không may thiệt mạng trong quá trình kiểm tra, xác minh. 27 người mất liên lạc bao gồm 13 người ở Môn Đầu Câu, 4 người ở quận Trường Bình và 4 người ở quận Phương Sơn. Trong số đó, khi đội cứu hộ Blue Sky thực hiện các hoạt động cứu hộ và cứu trợ thiên tai Bạch Cao Oa, thị trấn Phật Trang, quận Phương Sơn, 4 người đã rơi xuống nước và mất liên lạc. Theo tin tức mới nhất từ Cục Ứng phó Khẩn cấp thành phố Bắc Kinh, 14 người trong số những người bị mất liên lạc do mưa lớn được thông báo trước đó đã liên lạc được và xác nhận rằng họ đều an toàn. Những nhân viên này là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư lưu vực sông Vĩnh Định và tất cả họ đều làm việc tại nhà máy điện hạ Vệ Điếm ở Môn Đầu Câu. 5 người trong số họ đã trở về công ty an toàn và 9 người trong số họ chọn lại ở nhà máy điện. Tính đến thời điểm hiện tại, đợt thiên tai này đã khiến tổng số 44.673 người tại 13 quận huyện bị ảnh hưởng và tổng số 127.000 người bị đe dọa đã được di rời trên địa bàn thành phố. Thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra đang được thống kê. Lính cứu hỏa Bắc Kinh Phùng Trấn chỉ mới 30 tuổi. Anh ấy đã thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và cứu trợ thiên tai trong trận mưa lớn này. Phùng Trấn, quốc tịch Hán, sinh ra tại huyện Văn Thượng, Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, có bằng đại học, tham gia công tác cứu hỏa từ tháng 12 năm 2009. Trước khi qua đời, anh là đội trưởng đội đặc nhiệm hạng 1 của trạm cứu hỏa Bắc Anh Hà ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, trưởng trạm Tây Tiểu Anh, chức danh cứu hỏa hạng nhất. Vào lúc 11 giờ 49 phút ngày 25 tháng 8, Trung tâm Chỉ huy đội cứu hỏa quận Hải Điến, Bắc Kinh nhận được tin báo có 3 người bị mắc kẹt trong chợ giao dịch ô tô Trung Liên của trường dạy lái xe Hải Điến do lũ lụt và ngay lập tức cử lực lượng cứu hộ đến hiện trường để ứng cứu. Vào lúc 12 giờ 15 phút, khi đội cứu hộ của trạm nhỏ Tây Tiểu Anh đang lái xe đến đường Bắc An thì bất ngờ gặp phải một người bị mắc kẹt trong dòng nước lũ trên núi và ra hiệu cho đội đến giúp đỡ. Chỉ huy Phùng Trấn ra lệnh cho đội dừng lại ngay lập tức để tổ chức cứu hộ, sử dụng xe cứu hỏa để thiết lập dây an toàn bảo vệ tại chỗ, mặc áo phao và dẫn đội tiếp cận những người bị mắc kẹt trong dòng lũ. Trong quá trình giải cứu, do nước lũ dâng cao đột ngột nên một thành viên trong đội đã bị dòng nước xiết cuốn xuống. Bảo vệ đã cố gắng hết sức để đẩy đồng đội của mình đến khu vực an toàn, bất chấp sự an toàn của bản thân. Những người bị mắc kẹt và các thành viên trong nhóm đã được cứu hộ an toàn, còn bảo vệ thì bị lũ cuốn trôi do kiệt sức vì chiến đấu liên tục. Lúc 12 giờ 47 phút, tổ công tác trên cùng phương tiện và các cán bộ địa phương quần chúng nhân dân nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Sau 5 giờ cứu chữa hết mình, lúc 18 giờ 22 phút, đồng chí Phùng Trấn đã anh dũng hy sinh. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã hạ cấp và phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 7 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Lượng mưa ở thành phố này có xu hướng yếu dần, dự kiến từ 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 8 sẽ có mưa vừa ở hầu hết các khu vực trong thành phố. Mưa to cục bộ kèm theo mưa to diện rộng ngắn ngày với cường độ mưa mỗi giờ trên 50mm. Nguy cơ xảy ra thiên tai thứ cấp như lũ trên các sông vừa và nhỏ, lũ vùng núi, lũ ống, tai biến địa chất do mưa lớn ở vùng núi và vùng núi nông vẫn còn tương đối cao. Vùng trũng thấp ở các thành phố dễ bị ngập úng, cần chú ý đề phòng. Hiện tại lượng mưa ở Bắc Kinh chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc. Lượng mưa dự kiến sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến Hoài Nhu,
Mật Vân và Bình Cổ trong 2 giờ tới. Lượng mưa trung bình ở các khu vực trên khoảng 5-10 m, cục bộ khoảng 20-30 m. Cường độ mưa lớn nhất trong giờ là 20-30 mm. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục phát cảnh báo đỏ về mưa lớn và cảnh báo vàng về mây đối lưu nghiêm trọng. Dự kiến từ 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 8, lượng mưa lớn ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ suy yếu đáng kể. Những khu vực miền Trung và Tây Hà Bắc và miền núi phía Bắc, Bắc Kinh, Bắc Thiên Tân, Bắc và Tây Hà Nam, Đông và Nam Tứ Xuyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-70 mm, rải rác ở Bắc Hà Bắc, vùng núi phía Tây Bắc Kinh, Bắc Cát Lâm, Đông Nam Tứ Xuyên và Tây Bắc Vân Nam. Kèm theo mưa lớn ngắn ngày với lượng mưa mỗi giờ tối đa 30-50 mm, cục bộ có thể vượt quá 60 mm, có nơi có dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá như Tây Bắc Hắc Long Giang. Đài khí tượng Trung ương duy trì cảnh báo mưa bão màu đỏ và cảnh báo màu vàng về thời tiết đối lưu nghiêm trọng vào 6 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác tối ngày 26 tháng 8 vẫn còn mưa to đến mưa rất to. Và tối ngày 25 tháng 8, Văn phòng Tổng cục Quốc phòng và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã tiến hành các cuộc họp nghiên cứu và phán đoán chuyên sâu, thảo luận về đánh giá với Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Tài nguyên nước, đồng thời kết nối các tỉnh trọng điểm như Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc thông qua kết nối video để tiến hành phân tích, nhận định luân phiên về thiên tai, lũ lụt trên lưu vực sông Hải Hà, tiếp tục bố trí, triển khai công tác phòng chống lũ lụt và cứu nạn lũ lụt tại các khu vực trọng điểm. Thảm họa lũ lụt ở Bắc Kinh có thể tăng cường hơn nữa. Hôm nay, trời vẫn có mưa xối xả đến mưa lớn ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh vào ban đêm và thảm họa lũ lụt có thể tiếp tục gia tăng. Kể từ 3 ngày trước, một số khu vực ở 3 tỉnh và thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đã hứng chịu lượng mưa cực lớn. Các khu vực lưu trữ và giam giữ lũ lần lượt được mở ra ở Hàm Đan, Hình Đài, Thạch Gia Trang, Bảo Định, Hà Bắc, Phong Sơn, Môn Đầu Cầu và những nơi khác ở Bắc Kinh đang bị lũ lụt và thiên tai địa chất nghiêm trọng. Theo dự báo, ngày 26 tháng 8 vẫn sẽ có mưa to đến rất to ở hầu hết Bắc Kinh, Thiên Tân, miền Trung và miền Nam Hà Bắc, Đông Bắc Bắc Kinh, đồng thời thiên tai lũ lụt có thể gia tăng hơn nữa. Khu vực lưu trữ và giam giữ lũ Đông Điếm đã được mở cửa lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Cục nước Thiên Tân ngày 25 tháng 8 cho biết, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã đưa ra một thông báo rằng, theo dự báo lũ lụt, dòng chảy của các trung tâm mới được xây dựng ở thượng nguồn sông Đại Khánh trong lưu vực sông Hải Hà tăng lên. Mực nước sông Đại Khánh tiếp tục dâng cao, khu vực chứa lũ đã đạt đến điều kiện mở cửa. Quyết định kích hoạt khu vực chứa lũ Đông Điếm từ 2 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Khu vực chứa và ngăn lũ Đông Điếm nằm ở bờ Bắc và Nam sông Đại Khánh tại ngã ba tỉnh Hà Bắc và Thiên Tân, chủ yếu liên quan đến tỉnh Hà Bắc và huyện Tĩnh Hải và huyện Tây Khánh của thành phố Thiên Tân. Tổng diện tích là 379 km2, trong đó Thiên Tân có diện tích 100 km2. Theo kế hoạch mở cửa khu chứa và giữ lũ, phần phía Bắc của sông Đại Khánh trong khu chứa và giữ lũ Đông Điếm sẽ được kích hoạt vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Sau khi lũ sông Đại Khánh vào tỉnh Hà Bắc trong khu vực chứa và giữ lũ Đông Điếm, nó sẽ bị chậm lại do phân lũ đến Thiên Tân trước và sau. Được biết, các quận Tĩnh Hải và Tây Khánh của Thiên Tân hiện đang tiến hành các công việc chuẩn bị cho việc mở cửa khu vực chứa và giữ lũ Đông Điếm, chẳng hạn như điều chuyển nhân sự, giải phóng mặt bằng khẩn cấp và bảo vệ bờ kè để đảm bảo rằng quân chúng nên sơ tán trước lũ lụt đến Thiên Tân. Cục Thủy lợi thành phố Thiên Tân đã bố trí nhân sự làm việc với chính quyền địa phương để kiểm tra và loại bỏ các mối nguy hiểm trên các bờ kè bên ngoài khu vực chứa và giữ lũ Đông Điếm và các bờ kè dọc theo sông Đại Khánh, chuẩn bị cho việc mở cửa lưu trữ lũ lụt vào khu giam giữ. Nhiều bảo tàng ở Bắc Kinh tiếp tục bị đóng cửa ngày 26 tháng 8. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, Thư viện Quốc gia và nhiều viện bảo tàng sẽ tiếp tục đóng cửa vào ngày 26 tháng 8. Thư viện Quốc gia sẽ tiếp tục đóng cửa vào ngày 26 tháng 8 và thời gian mở cửa trở lại sẽ phụ thuộc vào điều kiện mưa. Bảo tàng Phụ nữ và Trẻ em Trung Quốc sẽ tạm dừng tham quan từ ngày 26 tháng 8 và thời gian mở cửa sẽ được thông báo riêng. Đài tưởng niệm chiến tranh chống Nhật Bản của nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng cửa vào ngày 26 tháng 8, giờ mở cửa tùy thuộc vào điều kiện mưa. Những du khách đã đặt lịch hẹn có thể đặt lại chuyến thăm sau khi bảo tàng mở cửa. Thưa quý vị, theo bản tin dự báo bão do Đài khí tượng Trung ương phát đi lúc 6 giờ sáng ngày 26 tháng 8, tâm bão số 6 năm nay, Kanun,
cấp siêu bão vào lúc 5 giờ sáng ngày 26 tháng 8 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Naha, Okinawa khoảng 285 km về phía đông nam, ở vĩ độ 24,5 độ vĩ Bắc, 129,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt 16 cấp, khoảng 52 m trên giây. Áp suất không khí tối thiểu vùng trung tâm 935 hPa, bán kính vòng tròn gió cấp 7 từ 300 đến 360 km, bán kính vòng gió cấp 10 là 100 đến 140 km, bán kính vòng gió cấp 12 là 70 km. Dự kiến Kanun sẽ di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Cường độ đã tăng dần, tiến sát vùng biển phía Nam, quần đảo Lưu Cầu, tiến vào biển Hoa Đông vào sáng ngày 27 tháng 8. Sau đó, di chuyển dần về khu vực phía trung tâm Chiết Giang đến Phúc Kiến, phía Bắc gần bờ biển. Dự báo gió mạnh, từ 8 giờ ngày 26 tháng 8 đến 8 giờ ngày 27 tháng 8, hầu hết biển Hoa Đông và vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư, vùng biển phía đông Đài Loan, eo biển Ba Si, bờ biển phía đông Chiết Giang và vùng biển phía bắc đảo Đài Loan sẽ có cấp 6, cấp 8, gió giật cấp 9, cấp 10. Trong đó, khu vực phía đông nam biển Hoa Đông có thể đạt cấp 9, cấp 12, giật cấp 11, cấp 14. Sức gió gần trung tâm của Kanun là cấp 13, cấp 16 và gió giật từ cấp 17 trở lên. Khoảng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 8, ở khu đô thị Ninh Ba, trời bắt đầu mưa, không còn nắng nóng như trước nhưng vẫn ẩm ướt. Cụ thể, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, nhiều mây đến nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi. Riêng ngày 26 tháng 8 có mưa to đến rất to. Ngày 26 tháng 8, gió đông đến đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Ngày 27 tháng 8, gió đông bắc cấp 4. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 26 tháng 8 phổ biến từ 29 đến 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày 27 tháng 8 phổ biến 25 đến 27 độ C. Đến 3 giờ sáng ngày 26 tháng 8, Tương Sơn phát tín hiệu vàng cảnh báo sấm sét và tín hiệu vàng cảnh báo mưa dông. Hiện cụm mây đối lưu đang phát triển ở Tứ Châu, Tương Sơn. Mọi người phải chú ý an toàn trong những ngày bão, đồng thời chú ý đến điều kiện thời tiết và thông tin cảnh báo sớm một cách kịp thời. Huyện Phong Chính, Cáp Nhị Tân hứng chịu mưa lớn khiến nhiều con sông bị vỡ bờ bao và hàng nghìn mẫu đất màu mỡ bị ngập lụt, nhưng các quan chức hầu như im lặng trước sự kiện thảm khốc này. Theo các báo cáo truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đài quan sát khí tượng Cáp Nhị Tân đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam vào lúc 13 giờ 35 phút ngày hôm kia. Trong một giờ qua, lượng mưa ở quận Tương Phương và quận Bá Yến là 20-30mm, dự kiến rằng lượng mưa sẽ tiếp tục giảm trong 3 giờ tới. Lượng mưa liên tục ở quận Tương Phường, quận Bình Phường, quận Na Gang và trung tâm Bá Yến có thể đạt 20-40mm. Hãy chú ý đề phòng ngập úng đô thị và ngập úng đất nông nghiệp. Đoạn video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy trận mưa xối xả khiến mực nước tất cả các con sông ở huyện Phong Chính, Cáp Nhị Tân tăng vọt. Ngô sắp trổ bông có thể bị thất thu nặng nề. Đoạn video cho thấy những người nông dân địa phương đã sử dụng máy xúc và tạo thành một bức tường người để cố gắng chặn lỗ thủng trên bờ kè, nhưng họ không thể chặn được. Đoạn video cho thấy dân làng địa phương chỉ biết nhìn dòng nước và thở dài khi chứng kiến 100.000 hectare đất màu mỡ bị ngập lụt. Các nhà chức trách cũng đã cho nhấn chìm những chiếc xe tải lớn chở đầy sỏi vào chỗ vỡ trong nỗ lực sửa chữa bờ kè. Trước đó, nhiều nơi ở Giang Tô hứng chịu những trận mưa lớn hiếm gặp, trong đó Thái Châu và Giang Yên ghi nhận lượng mưa kỷ lục, nhiều con sông bị tràn bờ đê đổ thẳng vào thị trấn, toàn bộ thị trấn chìm trong biển nước. Hệ thống thoát nước của thành phố đã hoàn toàn thất bại và người dân đang chèo thuyền trên đường phố và câu cá ngay trước cửa nhà họ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, từ 14 giờ ngày 25 tháng 8 đến 14 giờ ngày 26 tháng 8, mưa bão lớn đã xảy ra ở trung tâm Giang Tô với 317mm ở Thái Châu, 283,7mm ở Giang Yên, 266,4mm ở Như Cao, 259,2mm ở Giang Đô và 256,7mm ở Dương Châu, tất cả đều hiếm gặp trong lịch sử quan sát. Theo các báo cáo, cả Thái Châu và Giang Yên đều đã phá kỷ lục về lượng mưa trong một ngày, lớn nhất trong lịch sử quan sát. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quan trắc xảy ra một trận mưa lớn ở Dương Châu, đứng thứ hai trong lịch sử quan trắc tại đây. Mực nước của tất cả các con sông ở Thái Châu đều tăng vọt, một số con sông tràn qua đê, đổ thẳng vào khu đô thị, làm ngập đường phố. Một cư dân mạng địa phương đã mô tả cảnh tượng này. Sông Châu Sơn là một con sông lớn chảy qua thành phố Thái Châu và nối với sông Dương Tử.
nhưng lần này nó đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Chẳng lẽ sông Dương Tử cũng bị ngập? Các video do cư dân mạng đăng tải cho thấy cư dân địa phương chèo thuyền trên đường phố. Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở Dương Châu. Cả thành phố bị bao phủ bởi một biển nước lũ, mưa xối xả nhiều ngày ở Tứ Xuyên, Trung Quốc dẫn đến lũ quét khiến nhiều người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Gần 100.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Cam Túc trong hơn 60 năm qua. Một người dân ở thị trấn Ngọc Lý, quận Tự Trị, Bắc Xuyên Cường, miền Dương Tứ Xuyên nói với phóng viên của Voice of Hope rằng: "Chúng tôi đang đi trên một con đường núi và mưa lớn đã làm hỏng đường, vì vậy ô tô không thể đi đến đó." Người dân nói rằng họ hiện đang cần các vật phẩm cứu trợ như thực phẩm và quần áo. Một nhân viên của một hợp tác xã ở thị trấn Ba Di của quận cho biết, mưa lớn rơi từ sáng sớm ngày 24 tháng 8 đến tối nay và chúng tôi vẫn đang gấp rút sửa chữa và dọn dẹp. Tuy nhiên, khi được hỏi về tình hình của thiên tai, nhân viên này nói rằng chưa có thông báo chính thức. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, mưa lớn đã khiến giao thông, điện và liên lạc bị gián đoạn ở phía tây của quận Tự Trị Bắc Xuyên Cường. Nhận định từ quá trình phỏng vấn, tín hiệu viễn thông tại địa phương vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, tín hiệu chập chờn. Theo dữ liệu chính thức, tính đến ngày 25 tháng 8, 6 người đã thiệt mạng, 12 người mất tích và 22.300 người ở 13 thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Nhã An, Tứ Xuyên cũng hứng chịu mưa lớn, một số con đường bị hư hại và một số lối vào con đường cao tốc bị đóng cửa. Theo dự báo của mạng thời tiết Trung Quốc, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 sẽ có mưa to, dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá từ lưu vực Tứ Xuyên đến Giang Hán và Giang Hoài. Ngoài ra, trước đó 2 ngày, Thanh Dương, Cam Túc hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ năm 1956 và sông Vị Hà, cụ lưu lớn nhất của sông Hoàng Hà, hình thành trận lũ số 1 năm nay với mực nước đạt mức cao nhất trong 50 năm qua. Khoảng 97.031 người ở 80 thị trấn thuộc 6 quận bị ảnh hưởng và 6 người ở Long Nam thiệt mạng. Nước vẫn đang dâng lên. Đoạn video trực tuyến cho thấy chiếc xe bị ngâm trong nước và một số thiết bị hạng nặng như tháp bồn chứa và thùng chứa bị lũ cuốn trôi. Theo thống kê của thành phố Khánh Dương, 342 hộ gia đình với 489 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại ở các mức độ khác nhau, gần 2.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và gần 2.000 km đường bị hư hỏng, 10 nhà máy xử lý nước thải bị cuốn trôi và 11 khu công nghiệp, các doanh nghiệp khai thác mỏ và thương mại bị hư hại do xảy ra một trận lở đất, thiệt hại kinh tế trực tiếp 136 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, gần đây 377 con sông ở miền Nam Trung Quốc đã ngập trên mức cảnh báo, khiến chức năng kiểm soát lũ của dự án Tam Hiệp trở nên vô hiệu hóa. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây dẫn lời một quan chức của Bộ Tài nguyên nước cho biết, kể từ mùa lũ năm nay, trên cả nước đã có 23 trận mưa lớn, khiến 377 con sông ở 18 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị ngập lụt, hứng chịu lũ trên ngưỡng cảnh báo, cao hơn mức cảnh báo cùng kỳ năm 1998, số sông ngập hơn 80%. Hiện tại, mực nước dòng chính của Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, hai hồ Thượng và Trung Lưu sông Hoàng Hà, Thái Hồ và sông Tây Giang cao hơn so với thời gian của những năm bình thường từ 0,1 đến 5,1 mét. Trong số đó, đoạn Cửu Giang của dòng chính sông Dương Tử và cửa hồ Po Giang đã vượt quá mức cảnh báo từ 0,32 đến 0,52 mét. Tiến sĩ Wang Weilu, một chuyên gia bảo tồn nước nổi tiếng sống ở Đức nói rằng trận lụt năm 1998 là trận lụt ngàn năm có một, nhưng mực nước của trận lụt năm nay đã vượt quá mực nước lũ năm 1998. Dự án Tam Hiệp về cơ bản đã hoàn thành vào năm 2009. Năm 2010, Tân Hoa Xã, cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố dự án về cơ bản đã hoàn thành. Điều đó cũng có nghĩa là hệ thống kiểm soát lũ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử về cơ bản đã hoàn thành. Sau đó, với việc sử dụng các công trình ngăn lũ và trữ nước, bờ sông Tĩnh Giang, khu vực Hồ Động Đình và đồng bằng Giang Hán đã tránh khỏi những thảm họa tàn khốc. Lữ Hữu Mỹ, cựu tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hiệp đã từng than thở rằng nếu dự án Tam Hiệp được xây dựng vào năm 1998 thì đã không phải lo lắng về lũ lụt. Nhưng hôm nay, chỉ hơn 10 năm sau khi hoàn thành dự án Tam Hiệp, lũ lụt với quy mô tương tự lại tấn công vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia về bảo tồn nguồn nước, từng cảnh báo việc xây dựng đập Tam Hiệp sẽ gây ra những bất thường về khí hậu. Trong 20 năm từ năm 1998 đến năm 2023 đã xảy ra 3 trận lụt ngàn năm có một, cho thấy khí hậu đang bị thay đổi nhanh chóng.
Tiến sĩ Wang Weilu chỉ ra rằng lũ lụt là hiện tượng trao đổi chất giữa sông ngòi và tự nhiên, và các nguyên nhân do con người tạo ra là thủ phạm chính gây ra lũ lụt thường xuyên. Cơ quan quốc phòng đã tổ chức một cuộc họp vào tháng 5 năm nay và dự đoán rằng sau mùa lũ có thể có lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Tuy nhiên, nhiệm vụ hàng đầu của công tác phòng chống lũ lụt được chính quyền nhấn mạnh là đảm bảo đập hồ chứa có thể an toàn vượt qua mùa lũ. Xây đập là để chống lũ, sao bây giờ lại trở thành tâm điểm bảo vệ, trời mưa to mình cứu trước. Tôi cho rằng thậm chí còn thả lũ tự nhiên và lũ tích trữ lại với nhau, làm tăng dòng chảy của lũ một cách nhân tạo. Nước không thể chứa ở nơi cao vì nó sẽ có hại, nhiều thứ là do con người chiếm giữ không gian nước. Điều đáng chú ý là so với trận lũ sông Dương Tử xảy ra năm 1998, trận lũ năm nay nghiêm trọng hơn, nhưng các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều mất tiếng. Cho đến ngày 24 tháng 8, mực nước của toàn bộ dòng chính của trung và hạ lưu sông Dương Tử và các trạm kiểm soát của hai hồ đã rút về mức cảnh báo. Sau đó, các phương tiện truyền thông chính thức tiết lộ rằng mực nước ở một số lưu vực sông đã vượt quá mức cảnh báo trong 13 ngày. Thưa quý vị, vừa qua, cơn bão số 4 đổ bộ vào Mậu Danh, Quảng Đông gây ra thiên tai ở Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Tàu công binh bị chìm và gần 30 người thiệt mạng và mất tích. Một cổng làng ở thành phố Thạch Gia Trang bị đổ do mưa to gió lớn khiến 8 người thiệt mạng. Gần đây, Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, tài sản và cả tính mạng. Wang Weilu cho rằng xả lũ không báo trước đã trở thành một đặc điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thảm họa nhân tạo đã biến thành thảm họa tự nhiên. Chiều thứ Hai vừa qua, bão số 4 đã đổ bộ vào Điện Bạch, Mậu Danh, Quảng Đông, trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ Trung Quốc trong năm nay. Bão số 4 đi đến đâu, bão tố hoành hành dữ dội đến đó. Khi bão số 4 đổ bộ, có những trận mưa xối xả liên tục ở Đông Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây và đảo Hải Nam và tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra. Lượng mưa ở Tam Á, Hải Nam đã phá vỡ kỷ lục lịch sử trong một ngày. Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải tỉnh Quảng Đông vào sáng sớm ngày thứ Ba đã cảnh báo rằng do ảnh hưởng của cơn bão số 4, một cần cầu nổi đã bị đứt dây neo và bị nạn ở vùng biển gần đảo Hải Linh ở Dương Giang, Quảng Đông. Tính đến 12 giờ ngày thứ Ba, 3 trong số 30 thành viên phi hành đoàn trên tàu đã được trực thăng cứu hộ của đội bay Hồng Kông giải cứu, hiện vẫn chưa rõ tung tích của 27 người còn lại. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão, giao thông đường sắt ở tỉnh Hải Nam đã tạm thời bị đình chỉ vào ngày thứ Hai và hơn 400 chuyến bay tại các sân bay Hải Khẩu và Tam Á đã bị hủy. Nhiều đường phố ở trung tâm thành phố Tam Á ngập trong nước lũ, người dân phải chèo thuyền để đi lại. Hôm thứ Ba, chính quyền quận Lục Tuyền của thành phố Thạch Gia Trang đã đưa ra một thông báo cho biết vào tối thứ Hai, do mưa lớn bất ngờ và thời tiết giông bão, phần trên của cổng vòm phía bắc của làng Thái Đầu, thị trấn Thương Trang đã bị sập từ độ cao 12m, khiến những người đang trú mưa bị đè bẹp. Hiện cơ quan chức năng đã tìm kiếm và cứu được tổng cộng 9 người, trong đó 8 người đã thiệt mạng và 1 người đang điều trị tại bệnh viện. Trung Quốc đại lục thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan trong những ngày gần đây. Trong tháng này, khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét trên núi thường xuyên xảy ra khiến nhiều ngôi nhà bị sập, nhiều người thiệt mạng. Thời tiết cực đoan không chỉ gây thương vong, thiệt hại cho nhiều khu vực mà còn tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế. Trước khi bão số 4 đổ bộ, miền Nam Trung Quốc như Quảng Đông đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt trong vài tuần. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, giao thông bị tê liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Thiên tai không chỉ gây ra thiệt hại mà ở Trung Quốc, thiên tai còn có thể khiến các nhóm dễ bị tổn thương bị mắc kẹt trong nghèo đói. Thiên tai lũ lụt đã xảy ra hầu như hàng năm ở trung và hạ lưu sông Dương Tử trong nhiều năm và xu hướng ngày càng tồi tệ hơn. Theo thông tin được công khai, trước năm 1949, lưu vực sông Châu Giang trung bình cứ 24 năm lại có một trận lụt, sau năm 1949 cứ 3 năm lại có một trận lũ. Từ năm 2020 đến năm 2023, Dương Sóc, Quế Lâm, Quảng Tây đã bị lũ lụt 3 năm liên tiếp. Vào tháng này năm nay, Dương Sóc bị 3 lần. Đầu tiên là sự thiếu hụt bẩm sinh và quy hoạch không hợp lý của hệ thống thoát nước đô thị. Thứ hai, sự phát triển bất động sản quá mức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến vùng đồng bằng bị ngập lũ, khiến nó trở thành một hồ chứa tự nhiên vô dụng. Tuy nhiên, do sụt lún địa chất và các vấn đề khác ở vùng ngập lũ, chất lượng của các tòa nhà được xây dựng trên đó đã bị ảnh hưởng, thậm chí nó còn trở thành một dự án đậu phụ. Tiến sĩ Wang Weilu, một chuyên gia bảo tồn nước sống ở Đức, tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến mùa lũ thành thảm họa lũ lụt phải xảy ra và việc xả lũ thiếu cảnh báo là nguyên nhân chính. Có 3 lý do dẫn đến lũ lụt mà không có cảnh báo.
Một là dự báo thời tiết thiếu chính xác dẫn đến không thể dự báo chính xác thời điểm mùa lũ và lượng mưa trong mùa lũ. Hơn nữa, khả năng chứa các hồ chứa của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng nhỏ lại, khiến nó không thể chứa đủ lượng nước trong mùa lũ. Lý do thứ ba chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc trốn tránh bồi thường cho người dân thường để có thể đổ lỗi thảm họa cho Chúa. Wang Weilu nói, nếu bạn nói rằng bây giờ quan chức tuyên bố rằng tôi sẽ xả lũ, thì quan chức sẽ phải bồi thường cho tất cả những thiệt hại về người và tài sản sau này mà bạn phải gánh chịu, bởi vì tôi đã bị ảnh hưởng bởi chính quyền. Nếu chính quyền nói rằng tôi phải làm điều đó như một phương sách cuối cùng và rằng tôi phải xả lũ khẩn cấp dưới mưa lớn ở thế giới cũ, thì nó sẽ đẩy tất cả trách nhiệm cho bầu trời cũ và nó sẽ không phải bồi thường. Wang Weilu cho rằng sức tàn phá của việc xả lũ lớn hơn rất nhiều với lũ tự nhiên. Việc xả lũ từ các hồ chứa đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi, năm này qua năm khác, biến mùa lũ thành mùa lũ. Xả lũ không báo trước đã trở thành một đặc điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. San Kai Simbun, giám đốc chi nhánh Đài Bắc Akio Yata, cũng đồng ý với quan điểm của Wang Weilu. Trung Quốc đã bước vào mùa lũ từ 2 tháng trước, nhưng mới đây, một trận mưa lớn kéo dài đã gây ra thảm họa ở Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến và những nơi khác. 20 con sông đã trải qua những trận lũ siêu cấp. Trận mưa lớn ở Quý Cảng, Quảng Tây khiến mực nước dâng cao nhanh chóng. Đoạn video cho thấy mực nước gần như nhấn chìm chiếc ô tô. Mưa xối xả ở Cám Châu, lượng mưa lên tới 265mm, hơn 1.100 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo tin tức do Đài quan sát khí tượng thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây đưa ra, từ 20 giờ đến 23 giờ ngày thứ Sáu, 10 trạm ở thành phố Cám Châu có mưa lớn, 30 trạm có mưa vừa và làng Đại Hải ở huyện Định Nam có lượng mưa lớn nhất là 72.5mm. Đài quan sát khí tượng của huyện Định Nam đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Dự kiến trong 3 giờ tới, lượng mưa tích lũy ở thị trấn Ô Long sẽ lên tới hơn 100mm. Và mức tín hiệu cảnh báo mưa bão ở thị trấn Ô Long sẽ được nâng cấp sang màu đỏ. Hiện địa phương đang tổ chức di rời hàng loạt người dân. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, do ảnh hưởng của nước thượng nguồn và lượng mưa lớn, vào lúc 17 giờ ngày thứ Sáu, mực nước trạm thủy văn Vô Huyền, khu vực Lai Bình, Quảng Tây đạt 56.98m, cao hơn mực nước cảnh báo 1.28m, lưu lượng dòng chảy tương ứng là 25.200m³/giây. Tính đến 17 giờ chiều ngày thứ Sáu, mực nước của trạm thủy văn Tương Châu Liễu Giang tăng 8.41m lên 66.65m và mực nước vẫn giữ nguyên. Mực nước của trạm thủy văn Tiền Giang Vô Huyền tăng 4.85m lên 56.98m và vẫn đang tăng. Trạm thủy văn Tiền Giang Sông Hồng Thủy mực nước là 72.61m. Theo báo chí đưa tin, một chiếc thuyền rồng bất ngờ bị lật do mở cống nước chảy xiết. 3 trong số 36 người trên thuyền đã mất tích. Báo cáo cũng cho biết Nam Bộ đã bước vào mùa lũ, nhiều hồ chứa phải xả lũ. Mưa xối xả ở Hồ Nam vẫn tiếp diễn, lũ xối xả tiếp tục cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó. Nhà cửa có thể sập bất cứ lúc nào. Một học sinh tiểu học địa phương bị lũ cuốn trôi khi đang đi học về. Em đã bấu vào cây cỏ dưới suối để sống sót cho đến khi dân làng cùng nhau cứu em vào bờ. Tại Giang Tây và Quý Châu bên cạnh Hồ Nam, lũ lụt cũng xảy ra. Dòng sông dâng cao và làm gãy cột điện, lở đất và đá từ sườn đồi vẫn đang đổ xuống. Quảng Tây đang đối mặt với trận lũ lớn nhất trong năm nay. Mực nước sông Ly không ngừng dâng cao, mọi tuyến đường đều bị đóng cửa. Theo dự báo chính thức, tổng cộng 20 con sông ở 3 tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Hà Nam đã có lũ vượt qua mức cảnh báo khẩn cấp. Dự báo thời tiết tại Trung Quốc đại lục chỉ ra rằng mưa sẽ tiếp tục ở phía Nam, mưa lớn nhất ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây và sẽ phải đối mặt với thiên tai khốc liệt trong mùa lũ năm nay. Nhiều khu vực rộng lớn ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày, khiến nước sông dâng cao, đất nông nghiệp và đường xá bị lũ nhấn chìm. Lũ lụt gây ra thương vong nặng nề và thiệt hại về tài sản. Cho đến nay, ít nhất 15 người đã thiệt mạng ở Vạn Châu, Trùng Khánh, 4 người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán. Tập Cận Bình chỉ thị nỗ lực hết sức để cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Thưa quý vị, ngày thứ 3 đến ngày thứ 4 tuần này, 24 quận và huyện của thành phố Trùng Khánh xảy ra mưa lớn, trong đó có 16 quận và huyện có mưa lớn. Vạn Châu có mưa lớn, lượng mưa lớn nhất trong ngày xảy ra ở làng Bạch Yến, thị trấn Trường Đàm, Vạn Châu đạt 261.2mm. Vượt cực hạn lịch sử, 10 con sông ở Trùng Khánh vượt mực nước cảnh báo và 3 con sông vượt mực nước đảm bảo, là mức lũ trên giới hạn mà công trình kè có thể bảo đảm giữ nước an toàn.
bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, vào sáng ngày thứ Tư, một số trụ cầu ở quận Vạn Châu đã bị lũ lụt làm hư hỏng, khiến cầu đường sắt bị sập một phần, mưa xối xả gây lũ quét, lũ dữ tràn vào đường phố, khu dân cư cuốn trôi nhiều ngôi nhà. Tính đến 10 giờ ngày thứ Năm, 36 thị trấn làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương đã bị ngập lụt. Dân số bị ảnh hưởng là 37.226 người, 11.578 người được chuyển đi khẩn cấp và 779 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp. Ít nhất gần 20 người chết và 5 người mất tích. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 1.949,96 ha, 138 ngôi nhà của 50 hộ gia đình bị sập, 112 ngôi nhà của 221 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của toàn huyện là 227.844.740 nhân dân tệ. Ở Vu Sơn, Trùng Khánh, một tòa nhà bị sập trong dòng nước lũ dữ. Tại Tứ Xuyên cũng đã có lượng mưa lớn kể từ cuối tuần trước. Tính đến ngày thứ Tư, 461.000 người ở 69 quận thuộc 16 thành phố bao gồm Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương và Quảng Nguyên đã bị ảnh hưởng. Tỉnh Hồ Bắc cũng đã bước vào mùa lũ. Lũ quét thường xuyên xảy ra và lúc 6 giờ ngày thứ Tư, một vụ lở đất đã xảy ra ở làng Lạc Gia Trụy, Ân Thạch, Hồ Bắc và 3 ngôi nhà đã bị phá hủy do lở đất. Từ cuối tuần trước, huyện Ba Tây, thị trấn Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đã có mưa lớn, địa phương này bị lũ quét và sạt lở đất, 80 con đường trong huyện bị hư hỏng và gián đoạn. Ở Trúc Mã Điếm, Hà Nam, một vụ tai nạn xảy ra trên cầu Tế Sơn vào tối ngày thứ Ba, một chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi cùng 5 người bên trong. Tính đến chiều ngày thứ Tư, đã cứu được một người rơi xuống nước, 4 người mất liên lạc. Vào tối cùng ngày, Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp, để phòng chống lũ lụt cho 4 tỉnh phía Bắc Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang. Dự báo các nơi này sẽ có quá trình mưa lớn từ ngày thứ Tư đến ngày thứ Năm. 5 tỉnh Nội Mông Cổ, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh và Vân Nam đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh. Dự báo trong 24 giờ tới sẽ có mưa to đến rất to, một số khu vực của Liêu Ninh có mưa to, có nơi mưa to từ 100 đến 120mm. Một ngôi làng ở quận Lâm An, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã phải hứng chịu một trận mưa xối xả bất ngờ vào hôm thứ Ba. Mực nước của dòng sông gần như khô cạn, bỗng dâng cao ít nhất 3,5m. Nhiều bãi sông ngay lập tức trở thành hòn đảo bị cô lập. Nhiều người dân đã bị mắc kẹt giữa sông và sau đó được giải cứu đến khu vực an toàn. Đá lở xảy ra trên đường Nghĩa Sơn, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Tảng đá nặng gần 1 tấn rơi trúng đầu ô tô khiến 2 người bị thương. Mưa lớn ở huyện Lộc Thị, thành phố Tam Môn Hạ, tỉnh Hà Nam khiến nước sông dâng cao, 2 người bị mắc kẹt trên nóc ô tô dưới sông. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công. Cục Khí tượng Trung Quốc dự đoán rằng trong 1 hoặc 2 tháng tới, khí hậu toàn quốc sẽ từ bình thường trở nên sai lệch với thời tiết khắc nghiệt hơn, mưa lớn, lũ lụt, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng cùng các thảm họa khác. Hiện tại liên quan đến việc xả lũ, hôm thứ Năm có tin rằng nhà máy thủy điện Đại Hà Khẩu ở huyện Hữu Dương, thành phố Trùng Khánh gần đây đã tiếp tục mở cửa để xả lũ. Theo báo cáo, tính đến ngày thứ Tư, tổng lượng xả lũ lên tới 106 triệu mét khối. Trước đó, Kankan News đưa tin rằng nhà máy thủy điện Chu Bái, Trùng Khánh đã bắt đầu xả lũ với lưu lượng đỉnh hơn 360 mét khối mỗi giây. Theo các báo cáo, vào thời điểm đó, hơn 60 con sông vừa và nhỏ ở Trùng Khánh đang trong quá trình xả lũ, nhiều hồ chứa đã mở cửa xả lũ. Tối hôm thứ Tư, Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ thị, chúng ta phải đưa ra những dự đoán tốt và cố gắng hết sức để cứu trợ thiên tai. Sáng thứ Năm, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phân bổ 320 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ thiên tai. Quỹ cứu trợ thiên tai Trung ương trị giá 320 triệu nhân dân tệ được chia thành hai phần, 250 triệu nhân dân tệ cho Quỹ cứu trợ và phòng chống lũ lụt và 70 triệu nhân dân tệ cho Quỹ cứu trợ thiên tai. Nó chủ yếu hỗ trợ 16 tỉnh, khu tự trị bao gồm Tứ Xuyên và Trùng Khánh để thực hiện tốt công tác cứu trợ thiên tai và lũ lụt và tiền được giao cho chính quyền địa phương để lập kế hoạch tổng thể cho các vấn đề cứu trợ thiên tai khác nhau. Thưa quý vị, trận mưa lớn khiến 48 người chết và mất tích ở 8 tỉnh miền Nam, thiệt hại trực tiếp 18,8 tỷ nhân dân tệ. Mưa xối xả ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 8 tỉnh. Theo số liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến 9 giờ sáng ngày 25 tháng 8, ít nhất 33 người chết, 15 người mất tích, hơn 9,5 triệu người bị ảnh hưởng. Hiện tại, lũ lụt vẫn đang dâng cao.
Đợt mưa lớn này bắt đầu từ ngày thứ Sáu tuần trước, 8 tỉnh bị lũ lụt là An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu. Trong đó, Hồ Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hơn 6,6 triệu người tại 13 thành phố của tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng, 24 người chết, 8 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 16 tỷ đồng. Tiếp đến là Quảng Tây, nơi có gần 450.000 người bị ảnh hưởng, 7 người thiệt mạng, 4 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 700 triệu nhân dân tệ. Lưu Chí Vũ, Phó Cục trưởng Cục Thủy văn Bộ Tài nguyên nước phân tích rằng đợt mưa này rất dữ dội và tập trung theo thời gian vị trí mưa chủ yếu ở Trung và Lưu sông Dương Tử, gần khu vực Hồ Động Đình. Lưu Chí Vũ cho biết mực nước sông Dương cao sẽ tiếp tục trong một thời gian dài. Và các tỉnh ven sông như Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy và Giang Tô phải chuẩn bị cho một trận lũ lụt kéo dài. Theo thống kê chính thức, kể từ cuối tháng trước, hơn 4 triệu người ở Hồ Nam đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ít nhất 24 người chết, 8 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 6 tỷ nhân dân tệ. Chính quyền thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Bắc đã tham gia vào việc che giấu tình hình thiên tai. Nhiều người dân địa phương cho rằng đó không phải là thảm họa tự nhiên mà là thảm họa do con người gây ra, khiến người dân xuống đường biểu tình phản đối. Người dân địa phương chỉ trích rằng thảm họa ở thành phố Ninh Hương tồi tệ hơn nhiều so với báo chí đưa tin. Cơn lũ đã tràn vào trong vòng vài phút, gây ra một số lượng lớn thương vong và thiệt hại nặng nề về tài sản. Thành phố Lưu Đi, tỉnh Hồ Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề, 300 năm mới có một trận mưa lớn và gần như cả thành phố bị ngập lụt. Một số người dân địa phương giăng biểu ngữ trước chính quyền thành phố, yêu cầu chính quyền giải thích cách thực hiện các biện pháp chống lũ và tại sao thiên tai lại nghiêm trọng như vậy. Gió bắc, mưa đá và lũ lụt cũng đã khiến 7 người chết, 250.000 người bị ảnh hưởng. Theo trang web của Bộ Dân Chính, kể từ tháng này, một số khu vực ở Tây Bắc Trung Quốc, Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc lần lượt hứng chịu mưa lớn cục bộ, còn xuất hiện hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh và mưa đá đã làm cho ngô, đậu tương, lúa mùa màng bị hư hại. Tính đến 9 giờ sáng ngày 26 tháng 8, tổng cộng 257.000 người bị ảnh hưởng tại 71 quận thuộc 31 thành phố, thuộc 8 tỉnh bao gồm Bắc Kinh, Hà Bắc, Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ, với 5 người chết, 2 người mất tích và hơn 100 người có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp, 44,6 nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 4,3 nghìn hecta bị mất trắng, hơn 200 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 290 triệu nhân dân tệ.